cho cái sự thông minh của mình
là học đó là một cái tâm để ông vợ, học đó là một cái tâm để ông vợ, thì làm sao mà có thể là thật sự có được cái sự định lờ, thật sao có thể biết được cái sự màu nhiệm và cái điều tuyệt vời. Còn tệ hơn nữa là chúng ta tập Phật pháp với cái tâm giống như Chúa Giêsu vậy, người giàu có thì đây hỏi ngài về cái phương hướng tu làm sao để được tịnh tịnh, vì chúng ta còn sinh ra được lạc hay là phải phải ăn chết không? Có sinh nhà được chết không? Thì là phật tử không, đúng chưa? Đấy. Chúa Giêsu ba là gì? Đức môn ông hãy về bán hết tất cả những của cải gia tài của ông đi tặng cho người nghèo khó đi, rồi ông đi cùng người ta, tức là xong bước một đó rồi sẽ phải. Thì cuối cùng cái người đó nghe thấy nói như vậy, tự nhiên mình gia sản của tôi lớn kinh khủng, Chúa Giêsu nó cũng phải bỏ. Thì ông nghèo mới cười, Chúa Giêsu nó không được, thì ông mới đi quay lưng ông đi. Chúa Giêsu mới nói với đệ tử là bởi vì xỏ một cái con lừa đi qua cái kim ta còn dễ hơn là một cái người giàu có đi vào nước trời, và làm sao có thể lên được thiên đàng khi mà ông làm tôi hai chủ. Tôi hai chủ có nghĩa là gì? Một bên là ông muốn có được cái trí tuệ, cái sân mạng bất tử của bậc thánh, mà một bên thì ông lại tham tiếc những cái của cải trần thế không dám buông xả. Hiểu không? Hiểu không? Ở đây nó từ bán hết tất cả đi theo ngài, không phải là như chúng ta nghĩ bây giờ nó học như thế về bán hết nhà cửa đi rồi cái cúng dường cái đi rồi lấy gì mà ăn, mai kia bạc xanh cầm đất mà ăn, hiểu không? Nhưng chúng ta phải hiểu là gì, là ngài dạy cho chúng ta phải buông bỏ đi cái sự tình chấp đối với nó, hiểu không nhỉ? Chúng ta vẫn ở trong cái nhà, chúng ta đừng tình chấp với cái nhà, chúng ta có chồng có vợ có con có cháu, nhưng chúng ta đừng có tình chồng mà chúng ta dính mắc, và phải biết rằng là gì, thân này chính là giả và những mối liên hệ đó cũng chỉ là tạm thời mà, phải không nào? Phải không nào? Và trong cái mối liên hệ này là cũng một cái cơ hội cho chúng ta tu dưỡng, và cũng ngược lại là một cái cạm bẫy để cho chúng ta lại là mãi ở trong cuộc đời, đúng không? Giác sống trong cuộc đời này ở với chồng vợ con cái, ở có nhà có xe mà tương lai bản thân thành Phật vì không dính mắc, còn cũng những thứ như vậy mà nếu mê đắm ở trong đó thì sẽ đọa mãi trong lục đạo luân hồi, không phải không? Cho nên tôi nói đó cũng là một cơ hội, mà đó cũng là một cạm bẫy. Xem chúng ta có giác ngộ được hay không? Như tôi về đó là gì? Không có ai cái gì mà sống vì tình mà không có vì tình bị không mà. Tôi sẽ chia sẻ về cái thì hôm nay trên cái chút đường đi công việc và duyên hợp hóa nó rồi gặp một cái trường hợp một cái phát theo tôi hỏi là các bạn thấy tâm và cũng tư hiểu tâm hiện nay là nó có được chứng phật, nhưng ngược lại khi mà tôi bàn so vào cái vấn đề về xác thì bác lại nói lúc đầu bác lại nói nhưng mà tin thì tin người người không đó, có những cái quá đi là có thể là một mặt cái câu trả lời này thật sự là tôi nghe rất nhiều người nói rất nhiều người nói là bên họ tin có bên thì họ lại kêu là tin vừa vừa thôi, hiểu không?
tin sợ họ sợ như thế này, cái này là cái nguyên nhân mà chưa thật sự hiểu, sợ là sợ tin hết theo ông Phật rồi cuối cùng cũng chỉ còn là cái bản không với cả cái ý rất giống như ông hiểu cái này hiểu không? Cái nào có biết được Đức Phật tăng trụ là cái cảnh giới của ngài là phải có hiểu. Nhưng vì thương chúng sanh của chúng ta thôi, ngài thì hiện xuống cái cõi ta bà này, ngài trụ trong cái cõi vết trường này chúng ta nhìn thấy nào cái phúc đức của Như Lai mà khiến đó khổ đau rồi. Nhưng mà vì chúng sanh nghiệp duyên chúng ta trong cái cõi này vào trong cái cõi này thì nó bị cộng nghiệp hiểu không? Ví dụ như bình thường chúng ta là loài người thì chúng ta nói cho dễ hiểu này, chúng ta là loài người bình thường, nhà chúng ta ở sạch sẽ không? Sạch sẽ. Nhưng hôm nay chúng ta phải đi vào một cái chuồng gà, chuồng heo gì đó đây, chúng ta cho nó ăn, hoặc là chúng ta chữa bệnh cho nó chẳng hạn đi, cho nó gần gũi hơn, tức là chúng ta đi giúp nó đi, hiểu chưa? Thì chúng ta có phải chui vào trong cức heo không? Có phải đi vào trong chuồng heo và phải ngửi cức heo không? Hiểu chưa? Thì có phải là cái thứ đó đâu phải là cảnh giới vốn có của mình, hiểu chưa? Nhưng vì con heo mà phải vào trong chuồng heo và phải ngửi phân heo, hiểu chưa? Từ đó chúng ta mở mang cái nhận thức của mình rõ ràng, chúng ta được lấy cái nhìn của mình để chúng ta so sánh cái thực tại của mình. Làm sao chúng ta có thể hiểu được đúng không? Nhưng nói tới như vậy thì không ra cái vấn đề này đúng không? Đấy. Con heo suốt ngày là dơ bẩn, khổ đau, nó nhìn cái người đi vào trong chuồng heo nó cũng ôi chân ông này cảm giác cái heo dơ như quen đúng không? Nó lấy cái trí tuệ của loài heo này mà đánh giá loài của mình, như chúng ta lấy trí tuệ của bậc phàm phu mà lại đi cho rằng đấy là cái thấy biết của bậc thánh giả, có đúng không? Cho nên là khi nói chuyện thì bác này thời gian thì có đem bản thân có ra được cái vấn cho nên chính như tôi bây giờ ông mình là những loài chúng tớ và kể cả mũi tôi cũng không biết tôi bắt số cũng như thế thì mình thấy hơi quá, đầu qua được bên đông mới đông cái cờ mà lại lên chuyện hơi quá. Chứ là tới cái đoạn này là cao người lấy căng thẳng đúng không? Từ cái chỗ mà không sát xanh rồi tới cái chỗ mà bớt lại, đâu đâu mới giết đúng không? Và tới cái chỗ mà kêu là gì? Cả mũi, cả kiến cũng đừng giết nên mình kinh khủng quá. Nó vượt khỏi cái nhận thức của mình. Và đâu đó tôi thấy được thực sự là những cái anh em để tu tập bây giờ thành lớn phạm cái điều này. Có thể đi phóng sanh, có thể ăn chay, có thể niệm Phật, có thể tha và thương những loài thú lớn, nhưng mà kiến và muỗi thì chúng ta mặc tình chúng ta giết à? Tự nhiên trong những cái anh em nhớ cái gì? Nếu mà thật sự anh em thấy cái đề kinh vô lượng thọ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác, cái đó dành cho ai? Dành cho mình. Phải học để quay về lại có cái tâm chân thật, học để làm sao tìm lại cái tâm bình đẳng từ bi của mình. Từ bi thì đương nhiên loài lớn cũng thương, loài nhỏ cũng bình đẳng. Thì nếu chúng ta không giết đối với loài lớn thì chúng ta cũng không nên tổn hại loài, phải chưa? Và chúng ta sống được như vậy thì có chân thật, người cũng chân thật, vật cũng chân thật, thú cũng chân thật. Một tâm chân thành là tâm của La Hán. Cho nên thành tựu ra là gì? Là chúng ta cố gắng ta dùng được cái tâm này. Quay lại thì trước đó thì không có một tin, thì ngay cái tin tin ở đây không chỉ là đồng hồ chấp lưới, không chỉ là thờ cúng
đại lục. Và tin ở đây là dù cả cái cuộc đời của mình, gần như là chúng ta gì, chúng ta hiến dâng cho cuộc đời này, chúng ta đem cái thân của mình ra để chúng ta trải nghiệm lời Phật dạy. Và cũng từ cái chỗ đó chúng ta gì, chúng ta lấy cái sở chứng của mình, lấy cái sở học của mình để chúng ta làm một cái món quà, chúng ta xiển dương chân pháp và chúng ta trao tặng cái niềm tin đối với anh em mình, những người đang còn chưa có tín tâm, những người đang yếu về tín tâm và những người chưa thật sự đủ về tín tâm đối với đời. Và cái chỗ mà chúng ta phát tâm làm cái điều này thì chỗ đó nó cũng chính là đại nguyện tâm. Lúc mà chúng ta bỏ đi cái chi kiến của phàm phu, chúng ta hoàn toàn nghe theo cái lời dạy của Đức Phật thì lúc đó chúng ta đã giác ngộ, đúng không? Giác ngộ thì giác ngộ cho nên biết mình sai lầm, biết mình u mê, biết mình có cái sự hạn chế về nhận thức và trí tuệ, cho nên mình buông cái hiểu biết của mình xuống. Mình nhận cái hiểu biết của cha mẹ của mình làm cái hiểu biết của mình trong cuộc đời này thì đó có phải là người này người giác ngộ không? Chứ người mê thì chắc chắn không làm được như vậy. Người mê thì nói vậy thôi, chứ tin Phật quá lấy gì mà ăn. Tin Phật quá rồi bị sốt xuất huyết thì sao? Bây giờ không giết muỗi, muỗi nó cắn sốt xuất huyết thì sao? Câu này sao trả lời đây? Nhưng mà may mắn thay là gì? Tôi có cái duyên sau như thế này, người ta sắp xếp cái khóa học nó kéo dài, buổi trưa buộc phải ở lại. Thế là cuối cùng là gì? Trong cái lúc buổi sáng là bây giờ ra câu chuyện, tới cái đoạn tôi nói tới 15 năm càng. Thế lại tới buổi cuối giờ sáng là tôi chỉ bài cho ông này thi, hiểu không? Chỉ bài cho ông này thi, cho nên có với ông một cái tình duyên. Thế là lát hồi lại mình lại kêu, thế trưa đây đừng nào phải ở lại, tôi phát cũng đi ăn cơm chay với con. Đi ăn cơm chay một ngoài nước, nói chuyện. Rồi nó mới là mình mở tâm ra cho mình. Rồi xuất hiện thế, cô nào, cô đại. Thì tôi tớt qua một đại mời là mấy số tôi. Khi tôi thấy trời nắng thổi quá, tôi nói cô ơi, đây con mời cô một cái ly nước. Cô này cũng đáng khen, nhưng mà tôi tính tặng gì cho cô không cả. Sau cô khỏi, tôi tặng gì cho cô không cả. Nói tôi chỉ bán tôi xuống sống. Thế là tự nhiên tôi lại hãy cô quay lưng đi thì nó thân như thế thì đưa cho tôi một cái vé số. Nhưng mà khi đưa tờ vé số xong thì mình khen cô một câu, nói cô này được này, còn chi khí này. Yeah. Cô biết là cô bán vé số cô đủ sống rồi mà cô không cần thêm, mà cô ít tham nên cô không nhận tiền của mình. Nói chung là cái bác này khen cô một cái, xong rồi là cô cười cười xong. Nhưng mà bây giờ cô cười nắng thế này, con xin phép mời cô cùng đi nước mía hè. Cô muốn biết đầu tiên cô từ chối cho xong rồi. Cô nhận xong rồi cô lại quay lại bàn của cô ngồi. Tôi hỏi đạo gì, bắt đầu cô cứ em lén như thế. Từ đây, Phật thầy Chúa. Xong rồi cô cười cười, cái tôi đây ở đâu? Thì cô đây ở Lan Già, thì tôi ghi tên Cao Đài phải không? Thế tại sao thì không nhận cha mẹ cũng được, Cao Đài cũng tốt mà. Cao Đài cũng tốt mà, tại sao không nhận chúng con bây giờ? Thì con đi ra ngoài chợ, con nói ngoài con niệm Phật thầy ai hỏi mày đạo gì? Tôi đạo cha mẹ. Là đạo của tình thương, trí tuệ. Thế không? Sao thì ai mà hỏi mình cái đạo gì, mình có pháp đó, Phật cái gì đó. Nên tôi là cái đạo của tình thương và trí tuệ. Là nói chung đấy. Thế không? Thế không? Tại vì người ta luôn có chấp trước, nhưng người ta hỏi như vậy là người ta coi như cái liên, nhưng họ chấp một đạo Chúa, mà họ chấp trước một đạo Chúa là người ta thật là nhiều khi họ đóng cái tâm của họ lại như thế. Thế không? Rồi đi mình mà muốn đồ chúng sanh là người ta hỏi người ý như thế, mà người đấy mình chưa hề quen biết họ, chưa có gặp người mình người nói tôi là đạo của tôi là đạo từ bi và trí tuệ, đạo của tình thương yêu và sự thấu hiểu, muốn thấu hiểu thì có trí tuệ, từ bi thì chính là lòng thương yêu, phải không? Thấy chưa? Đó. Thì cái đó chính là nội hàm của Phật pháp, từ bi trí tuệ. Là từ trí tuệ thì thật sự tất cả những cái chánh pháp của những cái đạo khác là đạo chánh không nên là thì nó đều có cái đó ít nhiều thì có hiểu rồi, cho nên nó là cái chung,
Hiểu chưa? Hiểu không? Như là mình giải thích đó, chứ thành ái thế gian, cái chữ ái cũng là tình thương. Nhưng mà nó dưới cái từ bi một bậc, vì là đề bi là dùng trí tuệ, không có bị ái nhiễm. Và cái ái đó là không có tình chấp. Hiểu không? Đấy. Cho nên là mình hiểu rất rõ như vậy. Nhưng nó với lại từ bi nó cũng không phải hai. Ái nhiễm và giác ngộ thì là từ bi. Hiểu chưa này không? Bản chất nó vẫn là tình thương. Nhưng trước đây là thiếu trí tuệ cho nên dính mắc. Và bây giờ cũng tình thương như vậy. Mà lại không dính mắc thì là từ bi. Nhưng vì dính mắc cho nên nó có qua có lại. Tôi thương anh thì anh phải thương lại tôi. Tôi không được thương thì tôi khổ. Phải chưa? Còn từ bi có nghĩa là gì? Dùng trí tuệ để thương chung tất cả nhưng không bị dính mắc. Cho nên anh có đối với tôi như thế nào, đối với tôi vẫn bình thường, tôi vẫn chân thành, tôi vẫn thân thành cho ông. Ý cho này chưa nè? Hiểu không? Đó. Cái chỗ này là cái chỗ này chúng ta nói là cái sự tin vọng. Và sau khi chúng ta tìm cái chỗ chúng ta chính là tâm của tôi. Tôi cũng là người học có bằng cấp gì. Tôi cũng từng tin vào khoa học, tôi từng thẳng cái lỗi lầm. Cho nên cái tay nó đọc của tôi có thể đi vờ như vậy, đi vờ. Cái ngồi đó thân thể của tôi từng. Còn bây giờ thì mẹ đã đọc Phật Pháp, bây giờ phút này thì quay đầu mỗi tôi cũng đọc. Tôi có thể đã đem về để cho các bạn đã ít nhiều cảnh của tôi. Và tôi mười mấy năm tới giờ tôi chưa hề bị sốt xuất huyết. Điều này biến chứng của mình. Hơn nữa, tôi đã đem lại một điều của các bạn. Hơn nữa, những cái đủ kiến thức chúng ta đang có trong đầu bây giờ là kiểu sao? Từ những người bác sĩ, từ người y khoa, từ tây y, nhưng họ của mình chỉ là phần vô tế không ạ? Họ còn tham sân si không? Còn những cái điều đức Phật dạy cho chúng ta ngày là gì? Ngài đã buông bỏ tham sân si mà ngài thương yêu chúng ta vô điều kiện, mà trong loài người chúng ta được tôn xưng là người cao quý nhất, là thầy của trời người, là đứng giác ngộ, là đứng toàn giác. Vậy thì ngài so với ông bác sĩ ai thông minh hơn? Ai đáng tin cậy hơn? Tự nhiên bác anh sẽ trả lời là thật thông minh hơn. Thật biết quá khứ vị lai, bác sĩ có biết không? Không. Ai thương mình nhiều hơn? Thật thương mình đúng không? Có lấy tiền mình khi mình dặn kinh tư pháp cho mình đâu? Còn nói bác sĩ, ông có thương mình lắm tới lúc mình bệnh mình tới, ông có cho không mình miếng thuốc là đem về uống không? Đó. Khám bệnh rồi thì tự trả lời được cái gì đúng không? Như vậy thôi thì cuối cùng ông nên tin ai? Ông tin ông bác sĩ, ông giao mạng cho bác sĩ rồi bác sĩ chết, ông chết theo. Ông tin ông Phật, ông chỉ rõ cho nhân quả xong rồi ông tận theo cái nhân quả đó, ông gieo nhiều lần, ông hưởng qua lần. Nhiều lúc ông không cần tìm đến bác sĩ. Như vậy thì ông là tự tại hơn. Cho nên cuối cùng ông nói là có điều là này là nước lý luận về nó dẫn chứng hợp lý. Ông ấy bị bắt là cái hợp lý như thế được. Chịu. Chịu. Chịu chưa? Chịu xong rồi bây giờ ông là người gì? Phòng trọ. Phòng trọ đầu tiên mình tưởng là phòng trọ cho cái người nghỉ sống cùng lại ấy. Phòng trọ, phòng trọ. Nó cho ta mất bao nhiêu tháng, không thấy không có bao nhiêu tháng. Mỗi ngày, từ xây không? Phòng trọ đây là nhà nghỉ ấy. Chứ không phòng trọ, tức là cái chỗ để cho người ta BCD á. Tức là chế độ rồi. Nghề này có nghiệp đó, không biết biết, có biết. Nghiệp gì? Người ta tà nhập, người ta dạy dẫn nhau đi vô chỗ của ông chứa, người ta tà nhập. Đúng không nào? Trong bao nhiêu người lỡ đường thì chỉ vài người là lỡ đường. Còn phần lớn trong đó là trai gái, biết có vợ, có chồng, con, cũng nhít ở đâu, dẫn nhau về đó, đi đầu danh. Rồi thậm chí có tai, rồi còn phá lai của nó. Như vậy cái nghiệp này là này. À, nhưng mà nói chuyện với ông rồi thì ông nhận thức được. Cuối cùng là cũng làm vợ làm sao mà có thể nói là bỏ chuyển nghề này, hiểu không? Làm vợ khá khăn không? Thế thôi được rồi. Bây giờ nếu mà khó như vậy thì nó cũng chỉ cho một cách bớt cái này. Bây giờ mình kiếm cho tôi một cái máy điện phần nhạc cái hướng dương mà. Hoặc là mình sau đó thì chỉ cho cái máy năng lượng ngoài trời. Có những cái điều thật là hay trẻ trung. Không làm sao mà cái đường hay là cái hành lang của cái nhà nghỉ của ông á, cứ đàn ông đàn bà đi ngang qua đó là buộc phải nghe vài câu như là mình đi, thì tương lai ông đỡ nghiệp,
và tương lai thật sự họ cũng sẽ được độ. Và nhân quả thì phải có đó, nhưng mà cái duyên về sau không được, đúng không? Đó. Thì cuối cùng ông chịu như vậy. Thì nhìn đâu mà biết ông dưới cơ mà ông rồi, không có thêm nữa. Hiểu chưa? Hiểu không? Nhưng ông hiền, ông hiền. Đó. Đó nên mà nhìn mặt ông là phải chúng ta phát ra tín hiệu. Em cũng biết đâu. À, chỉ như cách như vậy là ông xin luôn cái số điện thoại của cái chị mà mình thấy buôn máy thì chị đã nói tới tên cái này để chị tư vấn cho cái máy mà mình thấy không hoa thì mẹ nhưng cuối cùng thì sự thật là phải thật có duyên. Cái niềm tin của chúng ta không được tập tin của chúng ta uổng phí, nhưng đây chúng ta thấy bây giờ chúng ta phát tâm thì cái ai cũng phải khó và đó là có thể có chúng ta đầu tư và thường nó nghe nhẹ nhàng chúng ta chuyển kiến gián có mấy người làm được và làm được với tâm nhiên mà nên tại vì mấy năm đại trưởng cũng tập như vậy nên là các cái chương trình kiến đang còn chưa có dùng những cái biện pháp gọi là răn đe và có biện pháp là gì với lộ có ăn uống thế nhưng vẫn chưa thấy thật sự là giải quyết được vấn đề. Cho nên hôm nay tôi xin sám hối với tất cả các vị với các anh em, tôi cũng vẫn thực hành cái đầu tư bây giờ chúng tôi phát tâm tụng 49 biến kinh địa tạng liên tục và mỗi ngày là tụng 3 cuốn kinh địa tạng liên tục biến đấy và niệm Phật để hồi hướng công đức cho quý vị xin quý vị trả lời để cho các em nhỏ có cái môi trường tập lành mạnh và chúng ta là cũng phải và điều đó cũng phần là một để khẳng định hơn nữa chúng ta phải tin Phật cho nên như vừa rồi một số anh em khác là lấy hiệu quả để mọi cái nó sự tin từ bây giờ là chỉ có gì cung kính chân thành và hát lấy cái công đức tu tập của mình để tự lợi và lợi tha. Lợi tha cũng chính là tự điều này chúng ta nói với nhau thế này mình cần một lần tâm hỏi để bị ăn cho tất cả anh em được luôn tin tâm tính mình là một quả đời này mình cần có sân tay của tất cả vinh lợi quan tâm của chúng sanh. Nam mô A Di Đà. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Trời soi sáng, soi đường con đi, đi hết cuộc đời này. Giọt sương thấm vai gầy. Abba Amma, như biển rộng như núi cao, như vầng dương kia, cả ánh trăng hiền. Trong lời du thiên